Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. AFC gửi thông điệp đặc biệt đến huấn luyện viên Chuze. Tiền đạo Nhật Bản cảnh giác cao độ trước đội tuyển Việt Nam. Báo Nhật Bản vạch trần điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. AFC gửi thông điệp đặc biệt đến huấn luyện viên Chuze. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã có bài viết về huấn luyện viên Philippe Chuze trước thềm đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Nhật Bản. Ngày 14 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết Asian Cup gặp đối thủ Nhật Bản. Đây là trận đấu khó khăn nhất đối với thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze ở giải đấu năm nay. Giới truyền thông châu Á đang rất quan tâm đến cuộc so tài này bởi huấn luyện viên Chuze trước đây đã từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, thậm chí cùng Samurai Xanh lên ngôi vị vô địch Asian Cup năm 2000. Mới đây trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá châu Á có bài bình luận với tiêu đề Trọng tâm, huấn luyện viên Chuze và đội tuyển Việt Nam làm mới mối quan hệ với đội tuyển Nhật Bản. Trong bài viết, AFC nhắc tới việc huấn luyện viên Philippe Chuze là người đã giúp nâng tầm bóng đá Nhật Bản với chiếc vô địch Asian Cup năm 2000 và sau đó là kỳ World Cup được đồng đăng cai tại châu Á. Philippe Chuze đã dẫn dắt đội bóng Đông Á đến chiếc vô địch châu lục thứ hai khi Nhật Bản đánh bại Ả Rập Xê Út ở Beirut để giành chiếc vô địch AFC Asian Cup 2000 trước khi đưa họ vào vòng loại trực tiếp của FIFA World Cup trên sân nhà lần đầu tiên. Trước khi rời đi, huấn luyện viên Philippe Chuze đã thành lập một đội bóng đầy tiềm năng với những Hidetoshi Nakata, Junichi Yamamoto. Từ đó truyền cảm hứng cho một thế hệ trẻ, những người đã giúp cho Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ trong hai thập kỷ tiếp theo. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á cho rằng huấn luyện viên Chuze cũng đang sở hữu nguồn lực lượng tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Ông đã tiếp quản đội cấp cao từ huấn luyện viên Bang Sò cực kỳ thành công vào đầu năm 2023. Nhưng huấn luyện viên Philippe Chuze kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đối đầu với Nhật Bản. Lần gần nhất hai đội gặp nhau, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa một đều đối thủ trên sân Saitama. Đánh giá về mục tiêu ở hai đội ở vòng chung kết Asian Cup 2024, AFC bình luận. Trước khi đối đầu với Nhật Bản vào Chủ nhật, huấn luyện viên Chuze sẽ nhắm đến lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở vòng loại trực tiếp cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đội của huấn luyện viên Moriyasu sẽ hướng tới chiếc vô địch Asian Cup lần thứ 5 với kỷ lục kéo dài. Sẽ có rất nhiều điều đang bị đe dọa và có lẽ đã đến lúc dành cho chiến lược gia người Pháp một chút hoài niệm khi ông sẽ dẫn dắt đội bóng hiện tại đối đầu với đội bóng cũ, nơi được cho là khoảng thời gian vĩ đại nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Tiền đạo Nhật Bản cảnh giác cao độ trước đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Nhật Bản được đánh giá là đại diện vượt trội nhất bảng D Asian Cup 2024, nơi có sự góp mặt của ba đội tuyển khác là Việt Nam, Indonesia và Iraq. Trong lịch sử giải đấu cao nhất châu lục cấp độ đội tuyển quốc gia, Nhật Bản đã sở hữu 4 chiếc vô địch vào các năm 1992, 2000, 2004 và 2011. Điều này đồng thời giúp Samurai Xanh trở thành đội giàu thành tích nhất Asian Cup. Đội tuyển Nhật Bản hiện đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Việt Nam. Nếu chúng tôi thể hiện tốt nhất những gì chúng tôi cần làm trên sân, chúng tôi chắc chắn có thể đánh bại đối thủ, Takuma Asano mở đầu. Dẫu vậy, anh tỏ ra cẩn trọng. Tuy nhiên, nếu chúng tôi mất cảnh giác, dù chỉ là một chút, và chiến đấu với suy nghĩ đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không có được kết quả tốt nhất, thậm chí là gặp khó khăn ở vòng loại cuối cùng. Vì vậy, Nhật Bản cần vào sân thi đấu bằng khả năng tốt nhất. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng khi có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi muốn tập trung vào điều đó trước. Tiết lộ về mục tiêu của bản thân, Asano cho biết, là một cầu thủ tấn công, tôi luôn ghi nhớ rằng tôi cần đóng góp vào chiến thắng của đội bằng cách ghi bàn trong mỗi trận đấu. Tôi nghĩ rằng không chỉ tiền đạo mà các cầu thủ tấn công đều phải luôn chơi có mục tiêu và có chất lượng. Đội có nhiều lựa chọn chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nói thêm về trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, tiền đạo sinh năm 1994 nhấn mạnh, tôi không thể nói về sự khó khăn của trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam vì tôi chưa từng thi đấu ở Asian Cup, nhưng chắc chắn không có trận đấu nào là dễ dàng cả. Nỗ lực 100% sức mạnh là những gì mà chúng tôi phải làm. Dù là trận đấu nào, dù là 1-0 hay 2-1, ngay cả khi chúng tôi thủng lưới một bàn, tôi nghĩ nó sẽ khó khăn nếu chúng tôi không có khát khao giành chiến thắng. Ở trận đấu gặp Việt Nam, chúng tôi chỉ tập trung vào những gì mình đã làm và giành chiếc vô địch là một trong những mục tiêu của chúng tôi. Tôi muốn tập trung vào trận đấu trước mắt và chơi hết sức mình. Về phía đội tuyển Việt Nam, sau khi chốt danh sách 26 cầu thủ chính thức dự Asian Cup 2024, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze đã nhanh chóng trở lại guồng tập luyện để hoàn thiện đấu pháp. Báo Nhật Bản vạch trần điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Trước thềm Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam bất ngờ để thua trước đội bóng đứng dưới bảng xếp hạng FIFA là Kyrgyzstan với tỷ số 1-2. Thất bại này mau chóng thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước. Mới nhất, trang Yahoo Japan của Nhật Bản đăng bài bình luận có tiêu đề "Huấn luyện viên Chuze quá cố chấp, vấn đề của đội tuyển Việt Nam bị phơi bày trước trận đấu với đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup". Theo Yahoo Japan, hiệu suất ở khả năng tấn công đang là hạn chế rất lớn của đội tuyển Việt Nam và lối chơi của toàn đội vẫn chưa ổn định. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản Philippe Chuze đang trải qua thành tích kém cỏi dưới cương vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam với 4 trận thắng, 5 trận thua sau 9 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Nếu tính ở 6 trận đấu gần nhất, tuyển Việt Nam để thua tới 5 trận.
Trước thêm Mason Cup, một số ý kiến cho rằng vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là lối chơi của họ vẫn chưa ổn định. Khi huấn luyện viên Chuze mới tiếp quản, ông ấy từng nói muốn xây dựng một đội tuyển với phong cách chơi tấn công và kiểm soát bóng. Thế nhưng tuyển Việt Nam lại chỉ ghi được 3 bàn sau 6 trận. Họ đang gặp vấn đề lớn ở mặt trận tấn công. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải của tuyển Việt Nam từng thi đấu xuất sắc ở AFC Champions League với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo tại giải mùa này. Ở đấu trường cúp C1 châu Á, anh đã ghi bàn thắng khiến Uruguay bị loại khỏi vòng bảng. Khi đó, Tuấn Hải được coi là mối đe dọa với đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, dù các tiền đạo của họ cũng phong độ tốt tại câu lạc bộ, nhưng tuyển Việt Nam vẫn thiếu khả năng ghi bàn. Về nguyên nhân, có thể do họ quá tập trung vào thói quen kiểm soát bóng, nhưng họ cần điều chỉnh lối chơi hợp lý hơn và linh hoạt hơn để phù hợp với từng đối thủ. Trang Yahoo Japan tỏ ra háo hức trước trận đấu mở màn của đội tuyển Việt Nam vòng chung kết Asian Cup 2023. Việc thay đổi phong cách chơi bóng tất nhiên là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, ở bảng D tại Asian Cup, tuyển Việt Nam phải chạm trán với những đối thủ mạnh như là Nhật Bản hay Iraq. Tuyển Việt Nam cần tùy thuộc vào từng đối thủ để có những phương án khác. Sẽ rất thú vị để xem đội tuyển Việt Nam thi đấu như thế nào trong trận đấu đầu tiên tại Asian Cup. Tối ngày 11 tháng 1, huấn luyện viên Philippe Chuze đã chốt danh sách chính thức 26 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023. Theo đó, 4 trong số 30 cầu thủ sang Qatar tập huấn trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 phải nói lời chia tay với các đồng đội là tiền vệ Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Đô và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Trở lại với buổi tập chiều ngày 11 tháng 1, huấn luyện viên Philippe Chuze tiếp tục rèn giũa khả năng cầm bóng và chơi bóng một cách chủ động mà ông cùng các cộng sự đang xây dựng cho đội tuyển. Chiến lược gia người Pháp cũng dành khá nhiều thời lượng để luyện thêm các mảng miếng phối hợp trong tấn công và phòng ngự, gia tăng khả năng kết nối giữa các tuyến. Tại Asian Cup, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản ngày 14 tháng 1, Indonesia ngày 19 tháng 1 và Iraq ngày 24 tháng 1.